Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tuyên dương 100 thiếu nhi vượt khó học giỏi. Bán lẻ truyền thống làm mới để cạnh tranh. Khắc phục sự cố môi trường, xây dựng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối tại hồ thải để đưa nhà máy đồng hoạt động trở lại. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Côte d'Ivoire giải tán chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 6 tháng 10, tỉnh đoàn Lào Cai, hội đồng đội tỉnh tổ chức chương trình Liên hoan thiếu nhi vượt khó học giỏi năm 2023 với chủ đề Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lào Cai. Dự chương trình có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. 100 học sinh được tuyên dương dịp này là những tấm gương tiêu biểu vượt khó học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động của trường và đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh trao bằng khen và 100 suất học bổng cho các em, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Lào Cai trao hỗ trợ kinh phí làm nhà khăn quàng đỏ cho 3 em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn nhà là 50 triệu đồng. Các đơn vị cũng trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh, mỗi chiếc xe trị giá 1,4 triệu đồng. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Lào Cai đã phát động quyên góp hỗ trợ xây dựng nhà khăn quàng đỏ. Kết quả thu được số tiền là 18,9 triệu đồng. Chiến thắng năm nay, công tác quản lý biên chế và tinh giản biên chế được thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh đã cắt giảm 419 chỉ tiêu so với năm 2022. Công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng quy định. Thực hiện kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đối với 13 cơ quan, tổ chức hành chính. Kết quả giảm 5 phòng thuộc sở, ban ngành, chi cục. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, quỹ, tài chính, thành lập 1 đơn vị, tổ chức lại 3 đơn vị, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy đối với 8 đơn vị sự nghiệp công lập. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt vị trí việc làm, khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với 23 cơ quan đơn vị. Tổng số chỉ tiêu biên chế, hợp đồng năm 2023 tính đến thời điểm hiện nay của khối chính quyền tỉnh là 24.373 chỉ tiêu, giảm 419 chỉ tiêu so với năm 2022. Làm mới hoạt động bán lẻ truyền thống để cạnh tranh với sự nở rộ của những kênh bán lẻ hiện đại. Nhiều siêu thị, cửa hàng và chợ truyền thống tại thành phố Lào Cai đang từng bước lấy lại thị phần, đứng vững trên thị trường thương mại điện tử. Chị Phùng Thị Thúy Hoa kinh doanh quần áo tại chợ Kim Tân đã hơn 5 năm. Từ sau dịch bệnh, nhận thấy xu hướng của khách có nhiều thay đổi, chị Hoa đã tận dụng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng, nhất là nhóm khách hàng trẻ và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm mới. Chúng tôi là bây giờ là chúng tôi đăng bán ở trên trang mạng xã hội nhiều hơn. Thì như thế thì hàng hóa thì sẽ được cập nhật đến nhiều những bạn trẻ và cũng nhiều đến người ở xa, không phải cùng trong tỉnh thành phố mình, họ cũng vẫn có thể là mua hàng được của mình ạ. Thế do cái phương án bán hàng online này chúng tôi cũng cảm thấy là phản hồi là tốt hơn. Không cần ra chợ, chỉ vài thao tác trên điện thoại, chị Hà Thị Phương đã mua được nhiều sản phẩm cho gia đình, tiện lợi, tiết giảm thời gian. Giá cả lại phải chăng đang là những ưu thế được nhiều tiểu thương tận dụng khi kết hợp giữa bán lẻ truyền thống với ứng dụng công nghệ, mang lại tiện ích cho người tiêu dùng. Tôi cũng phải thường xuyên lên những cái hội nhóm và những cái ứng dụng để giúp mình đi chợ, giống như là đi chợ online ấy, thì chỉ cần chọn sản phẩm thôi và sau đó thì sẽ có người ta sẽ giao đến tận nhà giúp mình, thì như thế sẽ tiết kiệm được thời gian cho tôi ạ, và nó cũng rất là thuận tiện. Không chỉ ở các chợ truyền thống, để tăng tính cạnh tranh trên nền tảng số, một số siêu thị trên địa bàn thành phố Lào Cai đang từng bước lấy lại thị phần khách hàng. Riêng với doanh nghiệp này, doanh thu bán hàng online đang chiếm hơn 40% tổng thu nhập hàng tháng. Cửa hàng thì cũng triển khai rất nhiều những chương trình như là đi chợ hộ này, đăng những cái chương trình khuyến mãi cho những nhóm khách hàng thân thiết. Từ đó khách hàng có thể không cần đến cửa hàng mà có thể sử dụng dịch vụ. Cái việc áp dụng chuyển đổi số vào công việc bán hàng ấy, thì mang lại rất nhiều sự thuận tiện cho người dân cũng như là mang lại thêm nhiều doanh thu cho cửa hàng. Những nỗ lực, sự thích ứng nhanh của các doanh nghiệp bán lẻ và tiểu thương giúp cho doanh thu mua sắm bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian qua.
Theo thống kê, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh đạt gần 29.000 tỷ đồng, tăng trên 26% so với cùng kỳ năm trước. Thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai trên các ứng dụng thương mại điện tử, trên các sàn thương mại điện tử. Tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại cũng như xuất nhập khẩu trong quá trình chuyển đổi số. Và thứ ba là đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo tập huấn để nâng cao nhận thức trong quá trình chuyển đổi số. Với lợi thế của công nghệ, đặc biệt là những tiện ích từ cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, các doanh nghiệp bán lẻ truyền thống buộc phải có chiến lược phát triển phù hợp để giữ được thị phần trên thị trường. Tiếp tục chương trình là một số thông tin về thị trường máy tính. Thời điểm năm học mới bắt đầu, nhiều nhà sản xuất, đơn vị phân phối laptop, máy tính để bàn tiếp tục tung ra nhiều khuyến mãi, kích cầu thị trường, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên. Trong đó, phân khúc laptop tầm trung từ 10 đến 20 triệu đồng là phổ biến. Các nhà sản xuất tên tuổi như Dell, HP đều có những nâng cấp về tăng dung lượng RAM hay tặng thêm chuột, phần mềm diệt virus khi mua máy mới. Nếu không có điều kiện mua máy tính mới thì máy tính cũ cũng là lựa chọn tốt với nhiều khách hàng. Đa phần các mẫu máy đã qua sử dụng, giá thành sẽ rẻ hơn từ 30 đến 40% so với máy mới. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng cần đến các cơ sở uy tín để có chế độ hậu mãi tốt nhất. Màn hình máy tính cũng khá phong phú. Với màn hình 24 inch, giá dao động từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng. Loại 27 inch tăng thêm vài trăm ngàn đồng. Với màn hình cong, giá cao hơn. Các cơ sở bán hàng đều có chế độ bảo hành tối đa từ 1 cho đến 2 năm. Thưa quý vị và các bạn, để phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn cân đối ngân sách địa phương trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất phương án giải ngân các nguồn vốn. Theo đó, đối với nguồn vốn ngân sách tập trung, giải ngân đạt 83% kế hoạch. Nguồn vốn này giải ngân đạt tiến độ đã đề ra, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Đối với các nguồn vốn ngân sách tỉnh, giải ngân đạt 56% kế hoạch. Nếu không tính nguồn ngân sách huyện thì tỷ lệ giải ngân mới đạt 40% kế hoạch. Đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu theo đúng quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính sẽ tích cực rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh từ các dự án chưa hoặc chậm giải ngân sang các dự án có thể giải ngân ngay trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành giải ngân trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nhằm phục vụ nhu cầu du lịch Sapa vào thời điểm đẹp nhất trong năm, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức chạy thêm tàu Hà Nội-Lào Cai vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trong tháng 10. Cụ thể, công ty tổ chức chạy thêm tàu SP1 xuất phát ga Hà Nội lúc 21 giờ 35 phút vào thứ 5, thứ 6 hàng tuần, các ngày 13, 19, 20, 27 tháng 10 từ Hà Nội đến Lào Cai. Hàng ngày vẫn chạy các tàu SP3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22 giờ đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 55 phút. Tàu SP4 xuất phát tại ga Lào Cai lúc 21 giờ 30 đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 25 phút. Giá vé từ 330.000 đến 350.000 đồng một vé một lượt, loại chỗ giường nằm khoang 4 giường điều hòa không khí. Ngoài vé tàu, đường sắt còn cung cấp dịch vụ bán vé xe buýt từ ga Lào Cai đến thị xã Sapa và ngược lại, giá vé 55.000 đồng một người một lượt. Thưa quý vị, 2 tháng sau sự cố vỡ cống xả tràn tại hồ thải Quặng Đuôi của nhà máy Tuyển Đồng Tả Phơi, doanh nghiệp và địa phương vẫn tiếp tục khắc phục hậu quả. Đặc biệt, việc xây dựng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối tại hồ thải để không xảy ra sự cố tương tự đang được đơn vị tích cực triển khai dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai đã thành lập tổ công tác phối hợp với doanh nghiệp thực hiện việc thống kê, xác định thiệt hại của từng hộ gia đình để xây dựng phương án hỗ trợ theo đúng quy định. Việc thực hiện kiểm đếm đảm bảo công khai, đúng, đủ, kịp thời. Tính đến thời điểm này, 117 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng số tiền thiệt hại là gần 5,7 tỷ đồng đã được nhà máy Tuyển Đồng Tả Phơi chi trả đến tay người dân. Thống kê kiểm đếm ban hành áp giá và công khai và chi trả cho toàn bộ các hộ dân. Thì trong đó thì còn lại thì riêng về cái kinh phí đền bù để tái định cư ấy, chỗ số hộ di chuyển tái định cư là 11 hộ thì là cái kinh phí đền bù đấy thì các là hiện nay thì đang niêm yết công khai và
chuẩn bị cho cái việc chi trả cho các hộ là 11 cái hộ dân đấy về cái tiền đền bù toàn bộ tài sản. Hiện công ty cổ phần Đồng Tà Phời vẫn đang huy động tối đa nhân lực máy móc thu dọn hết lượng bùn thải trên diện tích đất canh tác của người dân. Khối lượng giữ ước khoảng 15.000 mét khối. Nhà máy Tuyển Đồng đã thi công xong tuyến mương thoát nước mặt dài trên 2,1 km, cao 1,5 mét bao quanh hồ. Hệ thống này sẽ đảm bảo đón nước tại các lưu vực xung quanh không chảy xuống hồ thải. Cùng với đó, đơn vị đã thay thế cống D2000 đặt nổi tại vai phải đập, đảm bảo xử lý tốt sự cố khi mưa lũ tràn về bất ngờ. Làm các cái cống thì chúng tôi cũng đã nhờ các cái cơ quan tư vấn để làm tính toán tất cả các cái lượng nước ở mặt hồ và những lượng nước xung quanh để ra được cái phương án là đặt được cái cống nó phù hợp với cái thoát nước ở cái lưu lượng nước đó thì chắc chắn một điều là sẽ không thể nào xảy ra cái chuyện sự cố tương tự. Dự kiến trong tháng 10 này, công ty cổ phần Đồng Tà Phời sẽ hoàn thiện xong việc thu dọn bùn thải ngoài môi trường, bàn giao đất canh tác sạch cho người dân. Thành phố Lào Cai cũng sẽ có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng. Nhà máy đang tích cực hoàn thiện các phần việc để đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, sớm đưa nhà máy vào hoạt động trở lại, đảm bảo việc làm và đời sống cho trên 800 lao động. Căn cứ Điều 90 Luật Đất đai năm 2013, khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng, thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây. Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất. Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí vận chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại. Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng quản lý chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây. Tiếp theo chương trình, phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 2 ở Bình Dương. Mỹ và Mexico tăng cường chống ma túy và di cư trái phép. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa có công văn yêu cầu các tập đoàn dầu khí, công nghiệp, than khoáng sản Việt Nam thường xuyên rà soát, tính toán năng lực cung cấp than, cũng như đáp ứng việc cung cấp khí thiên nhiên cho sản xuất điện theo đúng cam kết. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp nguồn than hợp pháp để cung cấp đủ, ổn định liên tục theo yêu cầu huy động của hệ thống điện, vận hành ổn định hiệu quả, nhanh chóng khắc phục sự cố, tổ máy nếu có. Trong mọi trường hợp không được để xảy ra thiếu than cho sản xuất điện. Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam đảm bảo việc khai thác vận hành các mỏ dầu khí an toàn, ổn định theo đúng kế hoạch đề ra, đáp ứng việc cung cấp khí thiên nhiên cho sản xuất điện theo cam kết trong các hợp đồng đã ký. Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 2. Bệnh nhân này đã tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ được xác nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại khoa nhiễm Trung tâm Y tế thành phố Thuận An. Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn giám sát tiến hành điều tra, giám sát ca bệnh, chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Thuận An khẩn trương tăng cường các giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đồng thời yêu cầu toàn bộ người tiếp xúc gần với bệnh nhân điều tra dịch tễ từ ngày 5 tháng 9 đến nay để xử lý triệt để mầm bệnh sau khi phát hiện trường hợp thứ hai nêu trên. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong các giải pháp hiệu quả, góp phần tạo việc làm, thu nhập và giảm nghèo nhanh, bền vững cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi. Do đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động lao động dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài được các địa phương quan tâm, ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi. Anh Trần Ngọc Sang từng đi lao động tại Hàn Quốc 9 năm. Theo anh Sang, công việc ở nước ngoài tuy có vất vả nhưng có thu nhập cao, với mức bình quân khoảng 50 triệu đồng một tháng. Sau khi kết thúc hợp đồng lao động trở về quê, anh Sang đã có nguồn vốn để khởi nghiệp. Nguồn thu nhập bên đó rất là cao. Ngoài cái việc mình trang trải bên đó, rồi mình có hàng tháng mình vẫn gửi
về Việt Nam một số tiền để tích góp. Năm 2023, huyện Ba Tơ được giao 80 chỉ tiêu đưa người đi lao động nước ngoài. Ngay từ đầu năm, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách hỗ trợ của nhà nước để người lao động đăng ký tham gia, mở các lớp đào tạo cho người lao động có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước kịp thời cũng giúp người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số yên tâm trong quá trình học tập. Tiếp tục vận động tuyên truyền làm sao để cho nhân dân là thấy được cái hiệu quả và cái ý nghĩa quan trọng của cái việc đi lao động ở nước ngoài, nó sẽ giải quyết cơ bản vấn đề về giảm nghèo. Thời gian qua chúng tôi cũng được mời được 4 giáo viên người Nhật cũng thay phiên nhau về đây tiếp xúc với lao động miền núi. Vì vậy cho nên cái chất lượng của lao động miền núi qua chúng tôi đào tạo thì ngày một nâng lên. Không chỉ giúp người lao động là người dân tộc thiểu số có việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhiều lao động khi hết hạn hợp đồng về nước tham gia vào thị trường lao động tại địa phương với ý thức trách nhiệm và kỹ năng tay nghề cao, tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế tại địa phương. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Văn phòng Tổng thống Côte d'Ivoire ra thông báo cho biết Tổng thống nước này đã bãi nhiệm Thủ tướng, đồng thời giải tán chính phủ. Trong thông báo không nêu lý do bãi nhiệm Thủ tướng và giải tán chính phủ, mà chỉ cho biết Thủ tướng và các thành viên chính phủ vẫn sẽ tạm thời đảm nhiệm các chức vụ hiện nay cho đến khi bầu được Thủ tướng và chính phủ mới. Tháng 4 năm ngoái, Thủ tướng nước này đã đệ đơn từ chức, nhưng được bổ nhiệm lại chỉ một tuần sau đó. Hiện chưa rõ lý do vì sao lần này ông lại bị bãi nhiệm và ông cũng chưa lên tiếng sau thông báo trên của Văn phòng Tổng thống. Theo kế hoạch, Côte d'Ivoire sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào năm 2025. Hôm qua, Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine ra thông báo cho biết Quốc hội nước này đã thông qua dự luật tăng chi tiêu quốc phòng thêm 8,28 tỷ đô la Mỹ cho những tháng còn lại của năm. Đây là lần thứ ba trong năm nay Ukraine tăng chi tiêu cho quốc phòng và nâng tổng mức chi cho lĩnh vực này lên tới 26,6% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Với việc thông qua dự luật trên, ngân sách chi tiêu cho an ninh và quốc phòng của Ukraine trong năm nay sẽ tăng lên tới 45,6 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, dự luật sẽ sớm được trình lên Tổng thống nước này ký ban hành. Do tăng mạnh chi tiêu quốc phòng nên tổng chi ngân sách của Ukraine trong năm nay sẽ tăng thêm 8,8 tỷ đô la Mỹ, lên gần 93 tỷ đô la Mỹ. Tổng mức ngân sách sẽ lên tới gần 55 tỷ đô la Mỹ. Vừa qua, Mỹ và Mexico cam kết tăng cường nỗ lực ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy và dòng người di cư bất hợp pháp. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc đối thoại an ninh cấp cao giữa giới chức Mexico và phái đoàn Mỹ đang ở thăm Mexico City. Về vấn đề người di cư, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ thông báo hai nước cam kết mở rộng con đường di cư, trật tự, an toàn và hợp pháp, song áp dụng những biện pháp nghiêm khắc đối với những trường hợp nhập cư trái phép. Về phần mình, Ngoại trưởng Mexico hoan nghênh quan điểm của chính phủ Mỹ không mở rộng xây dựng bức tường biên giới, khẳng định đây là một thành công to lớn sau những cuộc đàm phán giữa hai bên những ngày qua. Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu-EU đã kết thúc ngày hôm qua sau một ngày họp. Nhưng vấn đề được quan tâm nhất là người di cư thì vẫn chưa tìm được lời giải khi giữa các nước còn nhiều bất đồng. Cụ thể, Ba Lan đã bác bỏ tuyên bố chung của EU về vấn đề di cư, trong khi Hungary cũng bày tỏ không đồng tình với các chính sách về di cư của khối. Phản ứng trước hành động của hai nước trên, Tổng thống Pháp nói rằng dù Ba Lan và Hungary không đồng tình về giải pháp chung của cả khối, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ cản trở được khối đi đến một thỏa thuận cuối cùng. Theo một quan chức EU, dự kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ ra tuyên bố riêng về vấn đề người di cư. Vấn đề di cư là một trong những trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh EU lần này, bên cạnh việc mở rộng khối. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.
Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.